Em bỏ nó này. Em làm gì ta ngọt dứa ấy. Các kiểu thì ở cái chỗ kia thì anh để luộc nguyên một video à? Ừ. Hai. Em đừng lấy thái dứa anh quay kiểu mà. Mình vẫn làm cái video mà. Mày đưa cháu đi đâu nhỉ? Không về trong nên làm đây mà. Mai nghỉ không? Anh nhà 2 tháng. Ô anh. Mình đã nghỉ. Còn ngày 30 rồi. Tội đéo thì nghỉ 30. Tiên mà nghỉ 30. Có lịch nghỉ 30 mà. Không ai xếp nghỉ 30. Nhưng mà xin đi làm thì vẫn thử đó. Tiền đã thiếu người đi làm ấy. Thứ một người là mai em cho nghỉ anh em cho Tú nghỉ đúng không? Anh nghỉ để em nghỉ. Vừng là cái gì vậy? Vừng. Vừng nó sáng nhá. Nó ra thì nó mới sang màu vàng kia anh. Anh không biết à? Ừ, đấy con vỏ. Cái đấy con vỏ. Không. Cái vỏ đấy ạ? Ừ. Muốn khẩu nghiệp thôi. Tí lại vào hình một lần. Nữa đi anh nhé. Rửa à? Tự rửa. Bố ơi, lấy cho con một quả nho, hai quả nho. Ừ, đang quay video. Bố tới đâu? Lấy mấy quả? Hai quả. Hai quả tiếng Anh là gì? Hai tiếng Anh là gì? Hai tiếng Anh là gì? Rốt. Sao thế này còn chơi vào thằng rốt cái lớp mà chưa thả mi. Và một bạn mình nhất là mất dạy cái lớp đó là bạn cái gì nhỉ? Con gì Khánh An à? Trần Khánh Nha chưa hà mi một đó là xinh gái của tôi không tốt.
hết quả đấy ạ? Thịt luộc rồi chưa kìa? Chưa. Chín mà. Có dưới mà tao thôi. Bao nhiêu phút rồi? Bảo chứ không thấy hôm mắt 8 phút rồi. Không, thì nhau này chơi trò bèo ấy. Còn dưới làm cái gì nữa? Bảo dưới nha, tao sợ bảo mấy phút rồi? 7 phút. Đấy,